Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 3.1 rồi đúng không nào? Của cái bài số 3. Cái trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác đó chính là cạnh cạnh cạnh. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 3.2 của phần bài tập bổ sung của em nhé. Bài này thì nó gồm cả hai câu. Câu A thì người ta yêu cầu em vẽ tam giác. Vẽ tam giác ABC có BC bằng 2 cm, cạnh AB với cạnh AC thì bằng 3 cm. Đối với vẽ tam giác thì kinh nghiệm vẽ thì thầy đã hướng dẫn cho các em ở trong cái clip ở trong sách giáo khoa rồi. Chúng ta sẽ chọn cái một cạnh thường là dài nhất chúng ta vẽ, đúng chưa nào? Nhưng đối với cái bài này nó có điều đặc biệt, đó chính là cạnh AB bằng cạnh AC bằng 3 cm. Chứng tỏ chúng ta sẽ vẽ xuất phát ban đầu sẽ là cạnh BC bằng 2 cm trước. Thầy sẽ vẽ cho các em xem. Sau đó thầy sẽ trình bày cách vẽ cho các em nha. Đây thầy sẽ vẽ đúng kích thước của nó này. Vẽ đầu tiên ta sẽ vẽ cạnh BC bằng 2 cm. Để mà tạo được điểm A, cái đỉnh A các em, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cung tròn. Chúng ta sẽ vẽ cung tròn ở đây, các em thấy AB bằng 3 này, mà đây có B rồi, thì chúng ta sẽ vẽ cung tròn tâm gì? Tâm B bán kính 3 cm, cũng như là cung tròn tâm C bán kính 3 cm. Và hai cung tròn này cách nhau tại đâu thì đó chính là cái gì, cái đỉnh A chúng ta cần tìm 3 cm nha. Thầy sẽ đo đúng 3 cm này. Đây, từ lấy từ không này, thấy thầy lấy cái mũi từ không này, 3 ha. Đây, thầy 3 chưa? Ok, như vậy thì cả hai thầy sẽ vẽ cái cung tròn tâm B này. Đây, vị cung tròn tâm B thấy chưa này, bán kính 3 cm. Đó, thường là nó cách nhau ở đây, nên thầy chỉ vẽ tượng trưng một cái nét thôi. Sau đó thầy sẽ vẽ cung tròn tâm C bán kính là cũng là 3 cm. Hai cung tròn này cách nhau ở đâu thì đó chính là cái điểm A chúng ta cần tìm. Đó, thấy nó cách không? Thầy rút cái bút ra em. Chắc chưa? Rồi, thì đây chính là A. Vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ nối A với B và A với C lại là ok. Rất là chính xác luôn. Đó. Như vậy đây 3 cm và đây sẽ là 3 cm. Được chưa? Ok. Ta trình bày vô nha. Câu A này, bước thứ nhất chúng ta làm gì, chúng ta ghi lại cái đó. Vẽ đoạn thẳng, vẽ đường thẳng BC 2 cm trên cùng, em ghi này là cái chỗ lập luận này nha, trình bày này, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chúa BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính bao nhiêu em? Bán kính 3 cm. Và cung tròn tâm C cũng là bán kính 3 cm. Được chưa? Hai cung tròn cách nhau tại đâu? Tại A. Sau đó chúng ta sẽ vẽ các cái đoạn thẳng AB, AC, ta được cái tam giác ABC cần dừng. Cách trình bày là như vậy, được chưa? Ta đi sang ở câu B nhé. Câu B ở đây người ta yêu cầu là gì đây? Gọi E là trung điểm của cạnh BC. Đây, trung điểm thì chứng tỏ nó sẽ là ở đây 2 cm, thì mỗi bên sẽ là 1 cm, hai anh em bằng nhau, ta ký hiệu O. Chứng minh rằng AE là tia phân giác của góc BAC. BAC nghĩa là góc A, chúng ta nói AE là. Thì để chứng minh cái tia AE này là tia phân giác của cái góc BAC
Thì nếu các em chứng minh được hai cái góc này tương ứng bằng nhau, đây, hai góc nhỏ này là bằng nhau, thì khi đó chúng ta suy ra AI sẽ là tia phân giác của góc BAC. Mà để chứng minh hai góc này bằng nhau thì trong đầu của chúng ta ngay lập tức phải nghĩ tới việc hai xét hai tam giác này sẽ bằng nhau. Các em hiểu nào? Nếu hai tam giác này bằng nhau tương ứng thì chúng ta suy ra được hai góc này tương ứng sẽ bằng nhau. Thì các em thấy này, bây giờ chúng ta sẽ xét hai tam giác, đó chính là tam giác AEB và tam giác AEC. Chúng ta có gì nè? Các em, ta có EB bằng EC, tại vì E là trung điểm của BC. Đó, có đúng không? AB sẽ bằng với AC, tại vì bằng 3 cm này. Và chúng ta có AE là cạnh chung này. AE cạnh chung nên nó đảm bảo được ba yếu tố rồi, cạnh cạnh bằng nhau rồi. Nên chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau. Hai tam giác này bằng nhau, chúng ta suy ra hai góc này bằng nhau. Đó chính là góc BAE sẽ bằng góc CAE. Nên từ đó chúng ta suy ra AE sẽ là tia phân giác của cái góc BAC. Xong. Hiểu chưa? Thầy vẫn bị bệnh cảm em, sổ mũi. Hít hít mất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét hai tam giác nhỏ nha. Xét tam giác BAE và cái tam giác CAE có AB bằng AC bằng 3 cm, BE bằng BC, ấy BE bằng EC chứ, à, vì E là trung điểm của BC. Ở chỗ đây là theo giả thiết này, AE là cạnh chung. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác BAE. Ấy, tam giác mà sao mũ. Trời ơi. Tam giác gì? BAE sẽ bằng với tam giác CAE. Theo trường hợp là cạnh. Nên từ đây chúng ta suy ra hai góc, đó chính là BAE sẽ bằng góc CAE. Và đây chính là hai góc tương ứng này. Hai góc tương ứng. Nên ta kết luận ở đây là vậy, cái tia AE là cái tia phân giác của cái góc BAC. Đi phải chứng minh, đã phải con mũi ha. 3.2A nghe. Việc vẽ tam giác khi mà biết được độ dài cạnh ba cạnh thì rất là dễ rồi. Theo kinh nghiệm thì chúng ta sẽ vẽ độ dài cạnh dài nhất, nhưng đối với bài này là khá đặc biệt, đó chính là hai cạnh bên của nó bằng nhau, nên chúng ta sẽ vẽ cái đoạn thẳng cái cạnh nhỏ nhất trước, đó chính là BC. Được chưa nào? Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài tiếp theo các em nhé. Bye-bye, yeah.